mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố giải bóng đá thanh niên Sảnh Khánh Thượng lần thứ 3 năm 2024 chính thức bắt đầu. Chúc giải đấu thành công rực rỡ. Bắt tay. Đây rồi, Hồng Thái đã có bàn thắng. Một tình huống mà các cầu thủ Đồng Nguyên họ đã dâng cao. Rất nguy hiểm, đã có bàn thắng thứ hai. Và người lập công là Quang Hải. Rất hay. Quá đẳng cấp, một tình huống đặt lòng bao mừng của Bình Đức. Đánh đầu, quá đẳng cấp. Quay. Lúc này thì Quốc Kỳ. Rồi phản công, đây là Duy Cố. Dấu chấm hết rồi, có lẽ là vậy. Đó là một tình huống đá phạt trực tiếp. Một cú đá xé lưới đúng nghĩa. Trần Tiến Sang bóng lại là một cú đá. Bắt không vào. Chân đấu